Chào mọi người, mình là Haru, rất vui được gặp lại mọi người trong chương trình ngày hôm nay. Mọi người ơi, hãy nhớ ủng hộ cho kênh của Haru nhé. Yêu mọi người rất nhiều. Hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về top 5 pháp thuật mạnh nhất của Lucy trong Fairy Tail. Đầu tiên, đó chính là triệu hồi tinh linh. Với phép thuật này, Lucy có thể triệu hồi ra tinh linh, những sinh vật trú tại thế giới tinh linh bằng cách sử dụng các chìa khóa, mở ra các cánh cổng để gọi họ. Sau đó tinh linh sẽ chiến đấu bên cạnh cô và thực hiện nhiệm vụ của cô. Phép thuật tinh linh thì sẽ chia ra nhiều phép thuật nhỏ. Đầu tiên, cưỡng chế đóng cổng. Lucy có thể buộc cánh cổng của tinh linh đóng lại tùy ý, đẩy chúng trở về thế giới tinh linh. Kỹ năng như vậy rất hữu ích trong trường hợp tinh linh mình bị người khác điều khiển và tấn công mình. Triệu hồi nhiều tinh linh. Cô thậm chí đã từng triệu hồi tất cả các tinh linh của mình cùng một lúc, khiến cho Loki và tinh linh vương phải ngạc nhiên. Tuy nhiên, cô chỉ có thể giữ trong giây lát do rất cần nhiều năng lượng. Thuật triệu hồi thay thế. Một kỹ thuật có thể triệu hồi vô tinh linh một lần, kẻ mạnh nhất trong số các tinh linh. Chỉ có tinh linh pháp sư có thể mở cùng lúc ít nhất 3 cánh cổng trong cung hoàng đạo mới thực hiện được pháp thuật triệu hồi này. Hơn nữa, giữa tinh linh và chủ nhân phải tin tưởng lẫn nhau mới làm được. Để cứu bạn bè của mình, Lucy đã hy sinh chìa khóa của Aquarius để có thể triệu hồi tinh linh vương và tiêu diệt Pluto Cream. Tinh phục. Lucy kết hợp sức mạnh của tinh linh cô triệu hồi vào cơ thể của mình, biến ra một bộ đồ, một hình xăm dấu hiệu hoàng đạo trên cơ thể của cô, mang lại cho cô sức mạnh và năng lực của tinh linh mà cô triệu hồi. Số 2. Uranometria, một câu thần chú mạnh mẽ được biết đến như phép thuật tối thượng của các vì sao. Lucy được truyền dạy ma thuật này bởi Hibiki Clay. Khi cô niệm câu thần chú này, không gian xung quanh mục tiêu trở nên tăm tối và những ngôi sao từ trên trời rơi xuống, gây sát thương cực lớn cho kẻ thù. Phép thuật số 3, đó chính là phép thuật kết hợp. Đây là phép thuật mà hai pháp sư kết hợp sức mạnh của họ lại với nhau trong một đòn tấn công. Lucy đã sử dụng Aquarius kết hợp với phép thuật nước của Zuya, tạo ra một làn sóng khổng lồ mà Taka không thể hấp thụ được và sau đó đã đánh bại hắn. Số 4, tiên cầu. Là một phép thuật phòng thủ cực kỳ mạnh mẽ, nó là một trong tam đại tiên thuật của hội Fairy Tail. Một phép thuật chuyển đổi ý chí của hội Fairy Tail thành sức mạnh pháp thuật. Nó có hình dạng của một quả cầu lớn. Đây là phép thuật phòng thủ tuyệt đối, mạnh mẽ đến nỗi có thể chống lại cả thời gian. Và cuối cùng số 5, đó chính là pháp thuật Godfrey, một phép thuật cực mạnh đã bị lãng quên từ lâu. Để kích hoạt câu thần chú này, người đốt câu thần chú phải quỳ trên mặt đất và giữ tay trong khi đọc thần chú. Trong khi tụng câu chú này, một hào quang sẽ bao bọc lấy người sử dụng, sau đó độ sáng sẽ tăng dần lên và các ngôi sao sẽ lấp đầy trên trời. Khi người đúc hét tên của câu thần chú, hào quang sẽ hội tụ thành một chùm sáng cùng với các ngôi sao sáng rực xoáy quanh mục tiêu. Vậy là chương trình của Haru đến đây là hết rồi. Chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình lần sau.